Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Phần thứ hai này, chúng tôi sẽ dẫn mọi người đến thăm viếng ngôi mộ của ba đồng chí liệt sĩ đã hy sinh năm 1963 tại chiến trường Đồi Hòn Lúc thuộc xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Trong đó có một đồng chí mang tên Đỗ Văn Lanh, cùng hai đồng chí còn lại tạm thời chúng ta chưa biết tên. Và tiếp sau đó sẽ là chương trình khai quật cũng như là bốc hài cốt của ba đồng chí ấy về nơi an nghỉ gần con cháu hơn, để tiện trong việc chăm sóc cũng như là hương khói và chứng tỏ cái tấm lòng thành của con cháu thế hệ sau này đối với là các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho cái tổ quốc bình yên của chúng ta ngày hôm nay. Trong chuyến đi lần này có đồng chí Bùi Văn Chót, chủ tịch cựu chiến binh huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, và một số cán bộ chỉ huy thuộc bộ chỉ huy huyện đội, lực lượng dân quân địa phương khoảng 10 đồng chí cùng người nhà của ba đồng chí liệt sĩ. Và để tiện trong cái quá trình mà bốc hài cốt được thuận lợi và nhanh chóng hơn thì lần này có thêm một số nhân chứng sống cũng tham gia vào phần khai quật này. Chúng ta hãy dùng một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các đồng chí của chúng ta ngày hôm nay. Sau khi hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, được sự cho phép của chủ đất và sự đồng ý của thân nhân liệt sĩ và được lệnh của chỉ huy, thì chúng tôi tiến hành những nhát cuốc đầu tiên. Mời mọi người cùng các bạn xem quá trình chúng tôi tìm hài cốt của ba liệt sĩ này như thế nào nhé các bạn. Và có người sẽ cho rằng là tại sao mình lại không tham gia vào cái việc mà đào sới này mà cứ lo quay phim, thì mình xin nói luôn, đây là mình tranh thủ những lúc mà mình rảnh tay nhé các bạn, không phải là mình không đào. Mình tranh thủ những lúc rảnh tay, đổi ca, đổi phiên nhau, mình sẽ quay và mình chia sẻ cho mọi người cùng biết. Đây là cái điều thiêng liêng mà tất cả mọi người đều nên làm và đều hướng đến. Đấy, để không quên được những cái công lao to lớn của anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì cái tổ quốc của chúng ta, để cho được chúng ta ngày hôm nay ngồi đây uống nước trà và chém gió. Đấy, cảm ơn các bạn. Thật sự là mọi người cũng đều tập trung vào cái việc mà đào sới như thế này, và cũng cầu mong trong thâm tâm là sẽ tìm được thấy nhanh chóng mộ của đúng cái phần xương cốt của ba đồng chí này. Thì trong quá trình thời gian khoảng 56 năm rồi thì chúng tôi nghĩ cũng không còn cái gì gọi là còn sót lại mà còn rõ rệt lắm đâu. Nói chung là bất kỳ cái hiện tượng gì khác màu hoặc là có vật dụng gì mà chúng tôi đào lên được đều tiến hành dừng lại để kiểm tra kiểm nghiệm xem là có chính xác hay không. Thì cũng mong là
ngày hôm nay được cái niềm vui trọn vẹn. Thật sự là đào được khoảng 1 tiếng đồng hồ thì lớp đất này hầu như là ít đất, có đất nhưng mà ít đất, chủ yếu là đá, đá cuội, đá lớn nhỏ có hết. Thì đã bắt đầu có những nghi vấn đặt ra, có những câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao những ngôi mộ này lại được đắp đất, đắp đá nhiều như vậy. Thì có một giả thuyết là do chủ nhà cào đất, cào đá ở nơi khác trong đám đất này. Nói chung là người ta làm rẫy dọn nương, người ta dọn, người ta gom lại đống đá tạo thành đống đá như thế này. Đấy, bắt đầu đặt ra những giả thuyết như thế thì cũng không nản lòng thôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục đào. Bởi vì thực ra mà mới đào cái khuôn viên cũng bé thôi, chưa lớn. Đấy, và để xem thử đào hết cái khuôn đất này chúng ta phát hiện được cái gì nhỉ các bạn. Và tôi tiến hành đào cái cồn đất và xung quanh cái bia cồn đất cồn đá này khoảng 30 mét vuông, thì bắt đầu lòi ra những hòn đá cực kỳ to nhé các bạn. Đấy, những viên đá trước mặt các bạn đây cực kỳ to. Đấy, tôi không nghĩ rằng và mọi người cũng không nghĩ rằng hồi xưa là lúc mà chôn ba đồng chí này là có thời gian đắp những cục đá to như thế này. Đấy, và những cục đá này ở đâu đến, được người chôn đưa mang đến hay là được thiên nhiên và người chủ đất này trong quá trình làm vườn này đã dồn lại một góc. Đấy, thì vẫn tiếp tục đào bới, hy vọng mong manh, hy vọng sẽ kiếm được cái gì đó nhanh nhất có thể để đáp ứng được cái nguyện vọng cũng như là cái hương hồn của các đồng chí của chúng ta. Ông tám hôm làm chủ tịch xã cũ nguyên xã cũ thấy ụ hay sao ông là hùng ông phải hôn ấy làm thích cái ụ có cái ụ đâu rồi sau thời gian là ông làm mà đầu đất ấy, nó chà xuống lòng nó có lấy đau chắc lên đấy còn là họ là họ thăm nó có thấy cái hòn đá có chữ không thì ông nói ông có để ý đấy ông chắc tim lên chứ không có chi sạch xử lý đấy không để ý. Mà với anh Na nè, nãy giờ đặt mưa nè, nãy mình nói là hầu kết ông già của ông anh của địa sĩ đúng không? Là nói là chôn ở chỗ. Và bắt đầu có rất nhiều những thông tin, những ý kiến trái chiều trong cái buổi khai quật ngày hôm nay. Thì một số ý kiến cho rằng là đống đất, đống đá này được chủ đất gom lại chứ không phải là nó có từ thời xưa. Đấy, nên một phần nào làm cho mọi người đều có niềm tin nó bị giảm sút mất đi, hy vọng mong manh nó bị mai một nhạt. Và không những thế, không vì thế mà mọi người dừng lại, đã tiếp tục quyết tâm đào tìm cho bằng được và đã đào 2 lớp rồi và bây giờ là lớp thứ 3. Đấy, mọi người tiếp tục đào với hy vọng là sẽ thấy được trong cái lớp này, bởi vì đã xuống dưới nữa là một cái lớp đá gọi là đá trầm tích. Không phải là đá trầm tích mà gọi là đá nguyên thủy của nó rồi. Mà không thể nào mà hồi xưa mà có khả năng mà chôn sâu đến như vậy các bạn ạ.
Thì sau vài tiếng đồng hồ, anh em chúng tôi cố gắng đào tích cực, nhưng mà vẫn tạm thời chưa tìm thấy được bất kỳ cái dấu tích nào ở dưới lớp đất này cả. Nên bắt đầu tôi sẽ mở rộng sang hai bên. Đấy, sang hai bên và lên phía trên để xem thử nó có phát hiện ra được điều gì khác không. Nhưng mà càng đào thì lại đá xuất hiện càng nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Đấy, nên phần nào đó anh em chúng tôi cũng bết, nói chung là cũng bết trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Anh em chúng tôi khá là mệt mỏi đấy, nhưng mà vẫn là quyết tâm, vẫn quyết tâm đào cho có để đáp ứng được cái nguyện vọng của gia đình, cũng như là cái mà cái tâm linh trong mỗi con người. Nó làm mì làm sáng em cây chứ hai bên này có nó cây móc chứ còn ở đây ba cái vẫn hòn đá đây và nó vẫn có hòn đá đây mà thế là hòn đá đấy là bà khẳng định là nó còn nguyên vẫn có hòn đá ở đây để mình tin. Và chúng ta sẽ dành một ít phút để nghe và lắng nghe cái tâm sự của người nhà, cái người mà được nghe kể lại trực tiếp nhất. Đấy, kể lại cái câu chuyện của ba liệt sĩ của chúng ta ngày hôm nay nha các bạn. Tham gia. Nhưng mà hai đơn vị khác nhau. Ông già thì ông ở ở phía kia thị xã. Ông làm bên bưu điện. Ông đây là ở đặc công. Quân bưu xác 22 tạm quân bưu. Thì khi bắt đầu như khi mà đến học trò lớp đây á, à, tối ông đánh học lớp đây xong rồi là ông mới hy sinh. Thì ông già tức là người ra chôn cốc ông này quê với là hai cái đồng đội có ông đây nữa, thì tối ông ba người rồi tối đây công sát ông ba người xong rồi là khi ông về là ông có nói là ông chú ở nhà, ông chú tức là em ông đây nữa. Hồng lúc ông đấy là còn nhỏ thì ông mới kêu, ông mới gọi lên, ông nói là anh mày mất rồi. Tức là sau khi ông chú cũng coi lại tức là anh mày mất rồi ở cái địa điểm đấy, tức là ông nói, tức là ông kêu nói cách, ông nói rất là cụ thể là con đường từ đồn từ đồn lên Hồng Lúc qua một trạng tranh tức là từ đồn lên lúc qua trạng tranh theo là cửa đấy, chứ mình có biết cái đồn ở nào lúc mà nó hào qua trạng tranh ở nào từ đồn là lúc qua trạng tranh thì tức là ở trạng tranh đó, trạng tranh to đấy thì nó ở phía bắc là cặp bìa rừng, là nguyên thủy nha, cặp bìa rừng có ba ngôi mộ, trong đó có ngôi mộ của anh này mà anh là khắc trên hòn đá là cái bia, cũng là bia đấy. Nếu anh còn sống và được là anh còn sống, nhưng mà bên lúc này không biết, nhưng mà nếu mà được là anh còn sống thì anh sẽ gì à lấy cốt em là gì à, còn nếu lỡ anh có hy sinh đi mất đi thì em hoặc là con nói lại con cháu đứa nào đã cái giờ hầu nó còn nhỏ quá này thì đi cho con cháu đã nào biết thì con cố gắng giờ lấy mộ của chú nó về đỡ tội nghiệp. Đấy, thì sau khi phóng xuống thì ông chú ở nhà thì nói chung là bắt đầu năm 67 là ông già thì sinh tiếp tức là người trong đó là sinh tiếp tức là còn là ông chú nhưng là theo lời kể của ông chú nữa theo lời bắt ông chú có lại như vậy bắt đầu coi như là ông chú nó có lại, nhưng mà khi phóng tới thì ông chú là ông có nhất khổ hay là bệnh vừa khổ mà kiếm vừa bệnh nói nữa điều kiện không có điều kiện đi được. Thì anh em cũng nói nhiều lần rồi, tháo dây đầu đây, dây đầu đây rất là tôi cũng cái ngày đang dỗ con anh chú, cũng là ngồi nói chuyện, nó có cái chương trình mà mới triển khai đi bốc hài cốt đây, mới tiêu thiên hai thì đây, này mấy ngày nay đây, đi tiêu hài cốt, thì gia đình coi như là biết nói được, mấy anh em thì cũng quật lên đây thì thằng Liêm, thằng em đây, nói thôi. Hồi lúc con đường lại em làm em có coi như đã giúp anh lên không biết ai đâu ý là em có em hồi em ở đấy thì cũng có một số người quen biết thì có gì để em lần hỏi thử cái ai biết có ai biết thì coi như là điện với anh lên ý là cho nó thăm dò trước ý vậy thì cũng khi em lên nó lên ở đây thì nó hỏi đấy những người quen nó nãy giờ đấy thì nó nói cái y như có chuyện thì nó bảo ô tôi đang chỉ ngồi bỏ đấy tao biết việc là ngăn điện mới lên thì khi mình lên tức là thấy cái gì đấy tức là lên lúc đầu lên là cái bà kia trước, bà Hồng cái là bà dẫn lên trước, dẫn trước nhưng mà dẫn phía bên kia, tìm phía kia tìm không có thì bà mới hỏi bà đây, bà nói ô độc hải cái ngôi mộ nó là phía dưới lên chứ còn cái kia nó phía trên kia rồi, phía kia là từ đầu qua từ Hồng Lúc lên Trung Hòa Duyên rồi.
nó không có quái nữa mà nó dưới, tức là dưới đâu mà lên à, thì bà chỉ thôi. Thì lên đây bắt đầu như khi mà dẫn lên thì coi như là bà cũng nói là đây là ba người mộ đây, cái hòn đá đây, bà thấy hỏi về vậy là bác phát hiện lúc nào à, nói là lý do là sao kia bác bà kia ấy. Nhưng mà có cái là tại thằng em ở nhà nó kêu bà bằng bác là ý mình thiêu theo mà bà là bà thách bà tham gia ở trên này à, thì năm 73 như nói nhảy năm 73 thì là bà có đi về bà phát hiện. Rồi tới năm 75 mà bà chẳng đau giải phóng thì bà chẳng bò lên bò vẫn còn thấy nghiêng ấy ừ. À, nghiêng ấy thì chắc cái bà ở đây mà bà được thấy là nghiêng đó, còn chuyện sâu này nó người ta có khai phá gì đi nữa thì coi như nó còn ấy, cho nên mình lên mình hỏi vậy thì lên kia đây cái cùng đây và cái phía dưới đây thì có phải là ngôi mộ mà không cái đấy cái hòn đá người ta bỏ xuống đi nhưng mà ngã lên cái giữa là vẫn còn đá số như là bà chắc ăn à, chắc ăn này à, cái nhất thứ hai nữa là hai bên này là hầu nó có hai cái mộ đất nhưng mà người ta họ cái kỳ là sáu tầng và sau khoảng thời gian khá dài thì mọi người đều đã mệt nhưng mà vẫn không tìm thấy được điều gì cả. Đấy, như các bạn thấy là đào banh cái khu đất này ra rồi, sâu có, cạn có, rộng có. Đấy, nhưng mà vẫn không tìm thấy được bất kỳ một cái dấu tích nào cả, nhưng mà toàn thấy là đá thôi. Đấy, nên là tạm thời chúng tôi nghỉ mệt và đợi ý kiến của chủ nhà xem thử có tiếp tục hay không. Và bởi vì có rất nhiều thông tin trái chiều bắt đầu diễn ra ở đây nên là cần nắm bắt lại thông tin chính xác nhất có thể để tiện trong cái việc mà khai quật. Đấy, để cho chính xác và mọi việc đều được thuận lợi. Trong cái quá trình mà anh em chúng tôi thực hiện việc khai quật cũng như tìm kiếm hài cốt của ba liệt sĩ thì có những lúc bế tắc thì anh em chúng tôi và mọi người đã có những hành động gọi là nó mang tính chất tâm linh một xíu. Đấy, cũng mong sao cho các đồng chí và các cụ có linh thiêng thì hãy chỉ cho anh em chúng tôi, chỉ cho mọi người sớm tìm ra được cái phần nào đó cái hài cốt liệt sĩ để mang được các đồng chí ấy về nơi an nghỉ cũng như là về đoàn tụ với gia đình con cháu. Nhưng mà việc tâm linh này tôi không thể ghi lại và không thể chia sẻ cùng các bạn được, mong các bạn xem video clip thông cảm. Và khi tất cả đã dùng đủ mọi cách để mong được tìm kiếm được cái phần nào đó, cái dấu hiệu nào đó có sự tồn tại của hài cốt của ba liệt sĩ của chúng ta thì thật sự không thể tìm thấy. Và sau đó chủ nhà đã cho ý kiến là nên tạm thời ngưng cái việc tìm kiếm này lại và trả lại cái hiện trường ban đầu cũng như trả lại mặt bằng đất cho chủ đất và đợi xác minh thêm thông tin chính xác và hẹn một ngày nào đó sẽ quay trở lại để đón được ba đồng chí này về an nghỉ cùng con cháu, đoàn tụ cùng tổ tiên. Và cái điều đặc biệt ở đây là trong lúc trả lại mặt bằng thì có một người dân, một chị ở gần đó chạy lên và nói rằng có lẽ là nhầm rồi, ngôi mộ chính xác mà chị đấy nhớ được là ở phía dưới, ở cồn đất thứ ba ở phía dưới đó, cách đó khoảng 10 mét, đó mới là ngôi mộ chính xác. Thì không biết thông tin thực hư như thế nào thì mọi người đều đợi cho đoàn thủ trưởng và những người có cái thông tin nắm bắt lẫn nhau để xác định được chính xác đó có thật sự đúng hay không để lên kế hoạch tiếp tục khai quật. Và hẹn gặp lại các bạn trong cái phần sau, phần 3 là tiếp tục cái chương trình mà tìm kiếm hài cốt của ba liệt sĩ, chiến sĩ đặc công đã hy sinh tại chiến trường Đồi Hòn Lốp này nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy điều gì ý nghĩa trong video clip này nhớ like, subscribe và chia sẻ để mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.